đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hậu bị tỷ phú Hoàng Kiều chửi, tố đào mỏ Ngọc Trinh cây cú đáp trả, thời gian sẽ trả lời tất cả. Cách đây không lâu, đoạn clip tỷ phú Hoàng Kiều tố người đẹp Trà Vinh đào mỏ, lợi dụng tình cảm bất ngờ bị tung lên mạng xã hội. Một lần nữa Ngọc Trinh trở thành chủ đề bị bàn tán mỉa mai trên các diễn đàn showbiz. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh khiến bao cô gái ghen tị khi giữ chức CEO công ty mỹ phẩm, mức cách xê khủng cùng cuộc sống thượng lưu. Tuy nhiên bên cạnh hào quang, Ngọc Trinh cũng gắn liền với loạt thị phi, trong đó tin đồn cô làm công việc buôn phấn bán hương khiến tên tuổi cô bị ảnh hưởng khá nhiều. Thậm chí nữ hoàng nội y từng bỏ hàng tỷ đồng để làm phim chứng minh cuộc đời trong sạch, trong những ấn tượng xấu về cô không phai nhòa. Trước những bình luận tiêu cực, chân dài sinh năm 1989 đanh thép đáp trả: tôi thường nghe mấy người không thiện cảm với tôi hoặc những nghệ sĩ khác hay gọi tắt là anti fan thường nguyền rủa chúng tôi với những câu đại loại sống như vậy thất đức, sống như vậy không có phúc, sống như vậy quả báo rồi sẽ nhận kết cục không có hậu nọ kia. Ngay cả khi thật sự họ còn chẳng hiểu cuộc sống của chính mình, chưa nói đến việc đi đánh giá cuộc sống của người khác. Nếu họ hiểu thì họ sẽ chẳng dành thời gian quý báu để đi soi xét cuộc đời của những người thật ra chẳng liên quan đến mình. Chúng tôi vốn chẳng phải là người quen để người khác nói sóc mình hay quen với việc để người khác xúc phạm mình đâu, nhưng chúng tôi học được cách im lặng để bước qua những điều không đáng. Và chúng tôi biết không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng, những điều trái tay đó cũng là thử thách bản lĩnh chúng tôi. Vẫn năm này qua tháng khác, 5 năm rồi, 10 năm rồi, 15 năm, chúng tôi vẫn tiến lên, lo cho gia đình, lo cho bản thân sung túc, hưởng thụ cuộc sống, sắm nhà, sắm xe, sắm đồ hiệu, tiền nong cũng dư giả, mãi mê kiếm tiền làm ăn, làm việc thiện nguyện mà chẳng cần phải phô trương để tiếp tục sống một cuộc đời thật tử tế, đàng hoàng ý nghĩa. Chẳng phải để chứng minh họ đã sai lầm khi xúc phạm người khác, nguyền rủa người khác, chỉ là chúng tôi những con người đủ trân trọng chính mình để biết điều gì cần phải quan tâm. Quả đúng ông cha đã để lại câu nói không thể thấu hơn, thời gian sẽ trả lời tất cả nhỉ. Tôi biết con người nó không có tốt, ví dụ nó nói tôi em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ thì thôi, tôi biết rồi, hiểu chưa? Hoàng Kiều tố bạn gái cũ lợi dụng tình cảm. Vị tỷ phú cũng cho biết khi ông đến với người đó ai cũng chửi, bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi, yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi, đó bây giờ họ mới khui ra hết, thấy không được. Tôi từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này chứ, thậm chí tôi còn từng muốn có hai đứa con nữa, Hoàng Kiều chia sẻ.